Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Sáng hôm nay thì thấy có một cái xe 16 chỗ nè cô chú anh chị. Biển số 70 ha. 70, 70 là ở đâu? 70 Đồng Nai. Đồng Nai ha. Ngoài thấy không? 70 Đồng Nai, cái này 70 ở đâu ta? 70 là ở đâu không biết nữa, hỏi mấy anh này nè. Dạ chở mấy cô chú anh chị đến thắp hương cho chú Năm cô chú anh chị. Mấy anh tài xế thì chạy tới đây thì hỏi là khu mộ của chú Vũ Linh là ngay luôn, ngay trung tâm luôn, ngay địa chỉ luôn cô chú anh chị. À mấy chú. Dạ cô Thanh Huệ ở đây. Ở bên đây cô. Dạ. Ở bên đây nè cô. À. Đây bên này cô dạ. Trời ơi. Ừ có mấy con rầm này đẹp ớn không? Quá. Wow. Chú ơi. Dạ mẫu này một con Vũ Linh ha. Con mình bắt em hình ra. Mẫu ai có cái tấm hình của đó. Đúng rồi. Từ khi mà các cô chú dạng sư của em đám dẹp thì tôi cũng bước lên đây đúng không? Phải nhắc nhở cô chú anh chị thì nhiều khi cũng phải nhận lời mình không. Ước gì còn dạng hội sen của em còn lại thì buổi sáng em ra buổi chiều đám dẹp á, nói chung ngày nào cũng vậy. Cảm ơn lòng cô chú anh chị khán giả. Nhiều khi mình nhắc nhở cô chú anh chị có người vui có người không vui, chung đúng rồi mình cũng kẹt vào cái thế kẹt, kẹt vào cái thế kẹt. Cô chú này ở đâu rồi Tài? Tây Ninh hả? À, à đúng rồi Tây Ninh, 70 Tây Ninh. Ai nói nghe, kêu ghé không ghé, bây giờ vô chụp mình thấy sợ. Kêu ghé không ghé hả cô? Kêu ghé thì không chịu ghé, bây giờ dạ. Chụp mình sợ luôn à. Quá trời à. Đâu, anh, cô bảy qua đứng qua đó thì cô bảy. Kêu ghé mà không chịu ghé hả cô? Đúng rồi. À, mà giờ ghé thì chụp mình quá trời đó cô. Dạ. Kêu ghé không chịu ghé. Mình đến đây mình chụp hình kỷ niệm mấy cô. Mà lâu lắm không đến đây là mình chụp hình kỷ niệm thôi mấy. Dạ. 1, 2, 3. Rất là đông cả nhà. Rồi mình qua mộ. Ừ. Dạ chú Minh Phụng ở dưới chùa nghệ sĩ á chú. Dưới chùa nghệ sĩ rồi dắt. Ở đây là có chú Giang Châu, chú Thanh Sang. Dạ. Ở đây có mấy cô khán giả tới viếng là cô chú anh chị. Cô có đem nhang trái cây tới bánh bí á luôn cô chú anh chị ha. Từ từ, từ từ anh. Để trên gác ngang ở trên đây. Anh làm gì vậy? Hôm nay thì rất đông cô chú lên đi. Mình qua đi anh. Có cái bình hoa rất là đẹp ha cô chú chị ha. Hoa này hoa cúc hả ta? Hoa cúc hay là mẫu đơn ta? Màu xanh và màu tím. Rất là dễ thương cô chú anh chị. Em nhớ cái hoa màu tím này là hồi sáng là sư cô Vũng Tàu đem tới. Ủa? À không phải em lộn. Rất là đẹp cả nhà ha. Trái này là trái dưa lưới ta. Dưa lưới chị. Trái kiwi.
Kem, dưa lưới, kiwi, cam và hồng giòn, táo, này có nhãn, nhãn xuồng. Ai đến đây cũng muốn sờ hình chú hết. Dạ. Mỗi chú hơn 6 tháng rồi. Ông bắt hồi năm nay tháng 3. Giải đi nước ngoài gì hả cô? Đi nước ngoài là nước ngoài 20 năm. Đi nước ngoài ở nước nào cô? Kìa có khán giả tới nữa cô chú chị. Mình đừng bước chân lên cô ơi cô. Thôi mình lao sơ thôi cũng được rồi cô. Tại sáng tụi con cũng lao rồi. À tụi con cũng lao rồi. Dạ sáng nào tụi con cũng lao, anh em tụi con cũng lao hết. Nhiều nhiều. Dạ. Mình. Dạ. Có tụi con lao rồi. Ủa hôm trước thấy chồng bông khác, nay chồng bông khác hả con? Dạ, xin tính năm đó. Bữa trước thấy bên trang đỏ. Dạ. À, bị dạ đổi cái cây mới nên là bị con Nguyễn Thị chấm 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 nó ăn cô. Ai vậy hả? Dạ. Nó lụm bông lụm lá hết. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Dạ. Chụp chụp cho mẹ luôn con. Chụp cho mẹ luôn con. Dạ. Mẹ con ha. Dạ. Cô dạ, 70 hả? Cô 70 hả cô? Cô 70. Rồi cô 70 cô trẻ quá. Cô bằng mẹ con lắm mà cô trẻ dữ vậy. Giống 18 giống thiếu nữ. Chụp vô hai mẹ con. Chụp hai mẹ con luôn đi. Con đứng bên cô, đứng đây. Là 28 nha. Cô đưa đi con cầm cho. Mới quá à. Cô 70 nhưng mà dạ. Cô rất là trẻ cô chú anh chị. Dạ. Chị 48 mà trẻ quá chị. Trẻ hơn em đấy. Okay. Em định 48 tuổi. Thiệt luôn. Anh thấy vậy không? Ví dụ mua ví dụ à. Dạ cô. Dạ tuổi. Dạ cô nhé. Dạ. 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 Mình có mở tên lên hả con? Không, ở Sài Gòn con. Dạ, phải đen luôn không? Không, nó nhóm này riêng. Nhóm này riêng hả con? Dạ, con xin lỗi con nha. Nhóm này 4 người riêng đi. 4 người, đi xe 7 chỗ 4 người. Con ở Sài Gòn quận mấy con? Ở quận Bình Thạnh con. Dạ, con ở quận Bình Thạnh ha. Nơi Trần Long, Chu Văn An. Nơi Trần Long, Chu Văn An, Bình Thạnh. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh City. Dạ. Cảm ơn tụi con. Dạ. Dạ. Dạ chúc cô sức khỏe cô ơi. Dạ. 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 Trời ơi. Trời ơi, cô 70 mà cô trẻ măng à, cô chú anh chị ơi. Cô trẻ lắm. Chị kia 48 tuổi kìa còn trẻ hơn em nữa. Ừ. Nói vậy mình cái mình sao mà nó già mà nó chính xác thành sao? Tại vì mình bung ba quá anh ơi. Ờ. Ha. Phải không? Chưa mình muốn ai cũng vậy, ai cũng trẻ nó. Ừ. Nó thiệt đó, nó khỏe luôn. Anh ở đâu? Anh ở đây. Anh ở đây hả? Anh cùng xã luôn, sẽ tránh qua luôn. Cùng xã hả? Gì? Bình Dương hả? Bình Dương, Bến Cát, Bình Dương sẽ tránh qua. Dạ. Thì ở đây là khu phố 1A. Dạ. Còn anh là khu phố 5. Dạ. Đây là khu phố 1B chứ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Dạ. Trời ơi, con nhìn cô dạ. Trẻ thiệt luôn á cô. À, cô không ngờ cô lớn hơn Du Linh ha. Dạ, dạ. Bằng mẹ em mà cô trẻ hơn mẹ em nhiều. Dạ, chúc chị với cô nhiều sức khỏe. Dạ, chào hết. Dạ, anh chào. Dạ, chào. Dạ, chào. Dạ, chào. Dạ, chào. Dạ, chào.
Thật sự cô 70, chị 48 tuổi thì rất là trẻ luôn cô chú anh chị. Em nhìn mà em tưởng nó là cái chừng 30 ba mấy. Thật sự rất là trẻ. Chị cô ở Bình Thạnh, còn chị này ạ? Chị này thì ở Đài Loan về cô chú anh chị. Rất là trẻ ha. anh quảng cáo kênh của ảnh luôn cô chú anh chị. Thì mộ của chú Năm hôm nay thì có rất là nhiều bánh bi á, trái cây cô chú anh chị ha. Tay có loại hoa hà tài thích. Nhìn đi. Cái này cùng bình hoa hồng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Em đợt hôm nay hoa bự hả? Hoa kia bằng hai gì ta? Bổ đơn hả? Không, hoa cúc trắng. Hoa cúc mà lộ bự hả? Ừ. Trời ơi, lộ bự mới chịu ạ. Sự thì khán giả đến đây rất là yêu thương cậu Năm. Anh cũng muốn bày tỏ tình cảm với cậu Năm. Chú Năm, em xin lỗi, chú Năm em cứ lộn hoài của chú anh chị. Mà bằng cách lao mộ thì lao bày tỏ tình cảm giống như tụi em vậy thôi. Tại vì sáng thì anh em đứa nào cũng lao bày tỏ tình cảm với chú Năm hết rồi. Cho nên là mộ của chú Năm lúc nào cũng bóng sạch hết trơn của chú anh chị ha. Thôi thì em xin phép tạm dừng video, chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.